Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 30 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm đã dẫn người của mình đi đến chỗ lão bản để hành hung hắn. Cái thằng đưa tấm bản đồ có linh ấn đài cho Tiêu Viêm. Chuyển sang tập 31 của Đấu Đế Đại Lục, lão bản giới thiệu cửa hàng tạp hóa của hắn bán đồ chất lượng cao Trung Quốc. Tiêu Viêm kể về chuyện cây nấm linh ấn đài với lão bản, và hắn theo bản đồ đi đến chỗ cây nấm linh ấn đài không thành công, lần này muốn đi đến đòi bồi thường. Lão bản đề nghị giảm 80% những vật phẩm cho Tiêu Viêm. Tuy nhiên Tiêu Viêm lại muốn lão bản nói rõ về chỗ tìm được cây nấm linh ấn đài ở chỗ nào. Tiêu Viêm lấy ra tấm bản đồ. Lão bản nói thật với Tiêu Viêm là họ cùng do minh đoàn trải qua mấy tháng mới lấy được linh ấn đài. Tiêu Viêm đưa 1 vạn Long Văn Tệ cho lão bản. Chỉ cần lão bản chỉ đúng vị trí lấy được cây nấm linh ấn đài trên bản đồ. Lúc này lão bản mới khai báo y tế thật sự với Tiêu Viêm. Dịch Ba Thành của Hy Lý do Minh Đoàn rõ nhất đường đi, và Dịch Ba Thành đang ở khu rừng Hổ Khiếu gần thị trấn Ngân Hồn. Lão bản đưa cho Tiêu Viêm 1 tấm lệnh bài của quân lính bố Hy Lý. Chỉ cần Tiêu Viêm gặp được Dịch Ba Thành đưa lệnh bài này, hắn sẽ giúp Tiêu Viêm đi đến chỗ 2 cây linh ấn đài. Sau đó Tiêu Viêm cho đám người Nhạc Thiếu Long ép cấp độ từ 5 sao xuống 3 sao di chuyển đi đến thị trấn Ngân Hồn. Một cô gái ở thị trấn Ngân Hồn nói chuyện với đám người Tiêu Viêm muốn thuê lính đi làm nhiệm vụ. Tiêu Viêm muốn thuê đội lính bố Hy Lý, nhưng cô gái lắc đầu ở thị trấn Ngân Hồn không có đội bố Hy Lý. Tiêu Viêm lấy ra 1 lệnh bài của bố Hy Lý. Cô gái chỉ đưa ra thông tin lệnh bài của Tiêu Viêm có 1 người sử dụng. Người đó tên là Dịch Bá Thành đang ở một quán nhậu. Và đám người Tiêu Viêm di chuyển đến quán nhậu. Tiêu Viêm nói chuyện với đám người Nhạc Thố Long. Bên trong quán này có mùi của người Tiêu tộc. Tiêu Viêm cùng mọi người đi vào quán nhậu gặp Dịch Bá Thành, hay chính là Tiêu Dao thủy tổ của Tiêu tộc. Một tên nhân viên chạy ra hỏi đám người Tiêu Viêm muốn ở trọ hay ăn uống. Tiêu Viêm đã ngồi xuống gọi đồ ăn. Hắn xin tên nhân viên kể sơ qua về Dịch Bá Thành. Tên nhân viên cho biết Dịch Bá Thành vừa rời khỏi quán nhậu, ngày mai Dịch Bá Thành mới trở lại. Chuyện đến chỗ Dịch Bá Thành hay Tiêu Dao đi ra bên ngoài khu rừng. Tiêu Dao gặp 3 người của chiến dòng Minh Đoàn, gồm có Minh Thiên và 2 phó đoàn trưởng đấu đế 4 sao hậu kỳ. Minh Thiên và 2 người đấu đế 4 sao đã rút vũ khí chuẩn bị chặt Tiêu Dao. Khi năm đó Tiêu Dao từng ăn cướp 1 con ma thú cấp 5 của họ. Tiêu Dao kể về chuyện năm đó là Minh Thiên đánh lén ăn trộm con ma thú cấp 5 thì có. Tiêu Dao trên tay đã cầm 1 cây thương phóng lợn. Ông cầm phóng lợn đâm vào ngực Minh Thiên. Minh Thiên tay cầm bánh xe đánh vào cây thương của Tiêu Dao, khiến Tiêu Dao lùi về phía sau. Minh Thiên cầm bánh xe chém ra 1 luồng đấu khí vào Tiêu Dao. Kể cả 2 tên đấu đế 4 sao của chiến dòng Minh Đoàn cùng vác vũ khí cây chùy di chuyển phang vào đầu Tiêu Dao. Vì vậy Tiêu Dao đã sử dụng ý giai cao cấp đấu kỹ cửu trọng thương, là tạo ra rất nhiều cây thương đánh về phía 3 người Minh Thiên. Minh Thiên sử dụng ý giai trung cấp đấu kỹ ngàn quân phá triệt, là bắn ra lưỡi liềm bay về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao lùi về phía sau vài bước, trở lại với Tiêu Viêm đang ở bên trong quán nhậu. Hắn cảm nhận được huyết mạch của Tiêu tộc. Tiêu Viêm truyền âm cho Nhạc Thố Long mau gọi mọi người đi cùng hắn. Còn hắn đi trước đến chỗ Tiêu Dao thủy tổ. Chuyện đến cảnh Tiêu Dao trên người chảy máu khắp người, Minh Thiên phi đến dùng bánh xe chém vào Tiêu Dao, làm cho Tiêu Dao đã dùng cây phóng lợn chống đỡ, nhưng cây phóng lợn của Tiêu Dao đã văng khỏi tay. Vì vậy Minh Thiên cầm bánh xe định kết liễu Tiêu Dao. Tiêu Viêm trên tay cầm kiếm thiên hỏa hằng cổ xích chống đỡ bánh xe của Thiên Minh, còn tay phải Tiêu Viêm sử dụng hoàng tuyển trưởng đánh vào 2 tên phó đoàn trưởng của chiến dòng Minh Đoàn. Nhưng 2 tên phó đoàn trưởng đã đánh bay 2 người Tiêu Viêm và Tiêu Dao phật bóng bùm trên bay về phía sau. Lúc này 3 người Thiên Minh khinh thường Tiêu Viêm chỉ là một thằng đấu đế 3 sao. Hiện tại Tiêu Dao đề nghị cho Tiêu Viêm là người Tiêu tộc. Tiêu Viêm hãy chạy khỏi chỗ này, còn ông sẽ ở lại chống đỡ 3 tên Minh Thiên. Tiêu Viêm đã nói to rõ ràng hắn sẽ bảo kê cho người Tiêu tộc. Do đó Tiêu Dao lấy danh nghĩa tộc trưởng ra lệnh Tiêu Viêm rời khỏi chỗ này, không Tiêu Viêm sẽ bị xử lý theo quy định của Tiêu tộc. Tiêu Viêm phát hiện người trước mặt là Tiêu Dao thủy tổ của Tiêu tộc. Tiêu Viêm kể chuyện Tiêu tộc đang đợi Tiêu Dao trở về. Tiêu Viêm đã sử dụng huyết linh công pháp, là dùng linh hồn chuyển hóa thành năng lượng sóng âm, khiến 3 người Minh Thiên đã bị choáng trên bầu trời một thời gian. 2 phó đoàn trưởng của chiến do Minh Đoàn đã bị thương nhẹ. Tiêu Viêm đã cùng Tiêu Dao chạy về trấn Ngân Hồn, thì 3 người Thiên Minh đã lùa theo 2 người Tiêu Viêm và Tiêu Dao. Thiên Minh cầm bánh xe chém vào 2 người Tiêu Viêm. Đôi lúc này, 5 đấu đế 5 sao Nhạc Thiếu Long khiêu chiến Nam Nhĩ Minh từ ảnh phong bạo đã xuất hiện giải cứu 2 người Tiêu Viêm. Khiêu chiến dùng tay đấm 1 trưởng vào Thiên Minh, khiến Thiên Minh bay về phía sau. Lúc này 5 người Nhạc Thiếu Long đã xin lỗi Tiêu Viêm tên gọi là Tiêu Thiếu,
họ đã đến giải cứu muôn. Tiêu Viêm cũng không trách 5 người Nhạc Thú Long, mà Tiêu Viêm đã lấy huyết khí đan và thanh đan dược đưa cho Tiêu Dao. Hắn cùng Tiêu Dao cắn thuốc đã hồi phục vết thương khá khá. Sau đó Tiêu Viêm cho 3 người Minh Thiên một con đường lựa chọn tự sát. Bởi vậy Minh Thiên đã lao vào đánh 7 người Tiêu Viêm. Khiêu chiến hai tay hóa thành hai bàn tay hổ đánh một chưởng vào Thiên Minh, làm cho Thiên Minh bay về phía sau mất khả năng chiến đấu. Do đó hai tên phó đoàn trưởng của chiến do Minh Đoàn đã quỳ xuống xin lỗi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hãy tha cho họ. Từ Anh thấy vậy đã dùng kiếm xoẹt xoẹt 3 người Minh Thiên chết luôn. Trở lại với Tiêu Viêm đã dẫn Tiêu Dao trở về quán nhậu tại thị trấn Ngân Hồn. Chuyển đến buổi tối tại quán nhậu, Tiêu Viêm đã cầm ly rượu giới thiệu với Tiêu Dao thủy tổ tộc trưởng. Hắn là Tiêu Viêm mời Tiêu Dao một ly. Tiêu Dao đã từ chối nhận chức tộc trưởng, thì Tiêu Viêm khẳng định Tiêu Dao bị làm sao. Ông mãi mãi vẫn là tộc trưởng của Tiêu tộc. Trong cuộc trò chuyện của Tiêu Viêm và Tiêu Dao, Tiêu Viêm muốn nghe về cuộc sống của Tiêu Dao trở thành thế này. Tiêu Dao cho biết Tiêu Viêm không giúp đỡ ông đâu. Tuy nhiên Nhạc Thú Long phát biểu với Tiêu Dao, Tiêu Viêm Tiêu Thiếu giờ đã có tình báo trên đấu đế đại lục. Tiêu Dao cần gì cứ nhờ Tiêu Viêm được hết. Khi Tiêu Viêm đã là luyện dược cấp 10 năm sau, vì vậy Tiêu Dao muốn nghe về Tiêu tộc hiện tại. Tiêu Viêm kể sơ qua về Tiêu tộc từ khi tộc trưởng Tiêu Dao rời đi đến khi bị hồn ma bộ tộc đánh và đã được Thanh Hạo Nhân giải cứu. Tiêu Viêm giới thiệu Thanh Hạo Nhân chính là ma hoàng mới của huyết ma bộ tộc. Sau đó Tiêu Viêm xin Tiêu Dao hãy cho hắn biết một người tên là Dịch Bá Thành tại thị trấn Ngân Hồn. Tiêu Dao cho biết Dịch Bá Thành chính là ông. Và Tiêu Viêm kể sơ qua chuyện muốn đi lấy linh ấn đài. Tiêu Dao trình bày chuyện đi vào được quỷ túc cốc là vô tình vào được, bởi bên trong có khí độc ảo ảnh ma thú và không gian loạn lưu. Nếu Tiêu Viêm muốn đi vào, ông sẽ là người hướng dẫn chỉ đường cho Tiêu Viêm. Do đó Tiêu Viêm khẳng định, chỉ cần Tiêu Dao giúp mọi người vào quỷ túc cốc an toàn, hắn sẽ cho khiêu chiến mang Tiêu Dao về cử hy thành an toàn gặp Tiêu tộc luôn. Nhưng Tiêu Dao lại muốn ở cùng với nhóm người Tiêu Viêm. Nhạc Thiếu Long thấy tình trạng cơ thể Tiêu Dao có bệnh, ông muốn Tiêu Dao trở về Tiêu tộc trị bệnh cho an toàn, nên Tiêu Viêm quyết định Tiêu Dao sẽ cùng với Từ Ảnh ở bên ngoài ảo ảnh cửa động của quỷ túc cốc đợi mảnh ngay. Trải qua một buổi tối, Tiêu Viêm luyện chế ra thuốc xà hồng đan. Tác dụng của xà hồng đan kháng các loại độc. Tiêu Viêm cùng mọi người đã di chuyển từ thị trấn Ngân Hồn đến quỷ túc cốc mất 15 ngày. Đám người Tiêu Viêm theo một khe không gian bắt đầu di chuyển vào quỷ túc cốc. Nam Như Minh đưa cho mọi người một viên máu rắn đan. Nó có tác dụng chống lại ma thú. Tiêu Viêm cũng đưa cho mọi người xà hồng đan chống độc. Tiêu Dao đưa ra ý kiến mọi người hãy đi đến vườn thuốc của quỷ túc cốc. Ở đó có rất nhiều cây cỏ có thể chống lại khí độc và đuổi độc ma thú. Vì vậy đám người Tiêu Viêm đi đến hái được một cây từ anh tinh giải trừ được khí độc. Trải qua 7 ngày di chuyển, đám người Tiêu Viêm theo sự chỉ dẫn của Tiêu Dao trong đám sương mù, họ đã đi đến được ảo ảnh của quỷ túc cốc. Chỉ cần vượt qua con đường này có thể đi vào bên trong. Cảm ơn anh em đã xem hết video.